các bạn, mình là Chen và chào mừng các bạn đã quay trở lại với series hướng dẫn sử dụng DDG SP3. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những tính năng như là lúp ở trên thiết bị DDG SP3. Và bây giờ thì chúng ta cùng tìm hiểu rồi. Để sử dụng tính năng lúp thì đầu tiên chúng ta cần nhìn vào phía bên phải của bát bộ phận mình. Ở đây chúng ta sẽ hiện những cái thông số bảng giá trị về lúp. Và chúng ta sẽ có nút auto lúp ở trên đây. Thì auto lúp là nút sẽ giúp mình tự động lặp lại lúp lại một nhịp mà theo cái số bit, cái giá trị bit mà mình đã set sẵn ở trên phần mềm Serato DJ Live. Ở đây thì mình để là auto lúp 4 bit, thì khi mà mình play một bài nhạc và mình ấn lúp thì nó sẽ tự động lúp 4 bit lại. Để có thể nhân đôi hoặc là chia đôi giá trị của cái bit lúp của mình thì mình có thể sử dụng nút 1/2 x hoặc là 2 x ở đây để có thể nhân đôi hoặc chia đôi cái giá trị bit khi mà mình lúp lại. Ngoài chức năng auto lúp thì trên DDG SP3 chúng ta còn có thể manual lúp bằng cách là ấn giữ nút shift và ấn in để bắt đầu đoạn lúp, ấn out để kết thúc cái đoạn lúp của mình. Và vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về các chế độ lúp ở trên thiết bị DDG SP3. Chúng ta cùng hiểu là làm thế nào để chúng ta có thể lúp một bài nhạc và có thể cắt ngắn cái đoạn lúp hoặc là nhân đôi đoạn lúp của mình ở trong trên thiết bị DDG SP3 này. Và DDG SP3 hiện tại đang được phân phối tại G-Music số 649 Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3. Và nếu các bạn muốn trải nghiệm cũng như là sở hữu một thiết bị DDG SP3 này thì các bạn có thể đến với G-Music để trải nghiệm nha. Một lần nữa mình là Chen và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.